Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, hiện nay nghề chăn nuôi tôm đang rất phát triển. Nếu chăn nuôi tốt thì sẽ đem lại thu nhập ổn định và giúp bà con phát triển kinh tế rất tốt. Tuy nhiên, nuôi bất kể con gì thì cũng không thể tránh khỏi dịch bệnh, và đối với tôm cũng vậy. Vậy, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu thêm về bệnh phân trắng, một bệnh tương đối phổ biến trên tôm để quý vị có thể chủ động phòng tránh bệnh này hiệu quả nhất. Về nguyên nhân gây bệnh thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh này, như là thức ăn. Thức ăn, do tôm ăn phải thức ăn kém chất lượng hoặc bị nấm mốc, độc tố dẫn đến bệnh đường ruột, bệnh phân trắng. Thứ hai đó là tảo độc. Tôm ăn phải các loại tảo độc như tảo lam, tảo sáp. Trong ruột, các loại tảo này sẽ tiết ra enzyme có khả năng gây tê liệt biểu mô, khiến ruột tôm không hấp thu được thức ăn và không tiêu hóa được, dẫn đến tình trạng ruột bị tắc nghẽn, gây ra bệnh phân trắng trên tôm. Thứ ba đó là do ký sinh trùng gregarin. Gregarin thuộc nhóm nguyên sinh động vật, ký sinh trung gian trên các nhóm thân mềm hai vỏ và trong giun tơ, xâm nhập vào tôm khi chúng ăn phải những vật chủ trung gian. Chúng sẽ bám vào thành ruột của tôm, gây tổn thương ruột, dẫn đến hiện tượng phân trắng. Tiếp theo đó là do vi khuẩn, do các vi khuẩn thuộc nhóm Vibrio gây ra. Về triệu chứng bệnh, tôm ăn yếu có thể bỏ ăn nếu bệnh quá nặng. Phân màu trắng thường nổi lên trên bề mặt nước và tập trung ở cuối hướng gió. Khi quan sát trong ruột tôm sẽ thấy ruột tôm rỗng hoặc thức ăn bị đứt quãng, vỏ tôm mềm và thịt tôm không chứa đầy vỏ. Và khi mổ khám thì thấy tôm có các biểu hiện như sau: gan tụy chuyển màu sẫm, sau đó chuyển sang màu trắng và teo nhỏ, chai cứng, dai. Thức ăn trong ruột tôm đứt khúc hoặc không có thức ăn. Để phòng bệnh này thì bà con cần chuẩn bị kỹ càng những bước sau. Con giống trước khi thả nuôi thì phải được xét nghiệm không mang mầm bệnh. Lưu ý trước khi nuôi thì phải cải tạo ao nuôi thật kỹ, đúng kỹ thuật. Trong quá trình nuôi cần đảm bảo là pH phải giữ ổn định, đảm bảo lượng oxy hòa tan trong ao nuôi, không để mật độ tảo quá dày, tảo tan đột ngột, định kỳ diệt bớt tảo bằng Acosomax hoặc ACUSO4, không cho tôm ăn thức ăn thừa, tăng sức đề kháng cho tôm bằng A-Vitacimax, bổ sung men vi sinh Alactobasi hoặc Alactoacimin vào thức ăn cho tôm. Và để điều trị bệnh này thì tùy từng ao nuôi mà sẽ có từng hướng điều trị cụ thể khác nhau. Đầu tiên là sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý đáy ao. Bà con cần bật quạt nước để đảm bảo lượng oxy hòa tan cho ao nuôi. Thay nước cho ao nuôi, chú ý thay lượng nước từ từ, khoảng 1/3 lượng nước ao nuôi, tránh hiện tượng tôm bị sốc. Ngừng cho tôm ăn trong vòng 1-2 ngày. Bổ sung Alactobasi hoặc Alactoacimin để tăng cường tiêu hóa và hấp thu. Và bổ sung A-Vitacimax để tăng cường sức đề kháng cho tôm. Dùng kháng sinh A-Ocilai 200S hoặc A-Glocon 500S để điều trị và phòng các bệnh kế phát. Vừa rồi, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con bệnh phân trắng trên tôm. Hy vọng đã đem lại những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc quý bà con chăm nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!